Một cuối tuần nữa lại tới rồi. Minh Hằng rất vui được đồng hành cùng bạn trong một buổi tối mùa thu dịu dàng, man mác để cùng bạn lắng nghe những chia sẻ, tâm tư đang cất giữ trong lòng. Như thường lệ, Minh Hằng sẽ gửi tới bạn ba lá thư của ngày hôm nay nhé. Lá thư đầu tiên. Mình lại thức đến khung giờ này, tầm 2 giờ kém đến 4 giờ kém. Chắc hẳn đã được nửa tháng rồi, mình bị lệch múi giờ. Nghe như kiểu mình vừa chuyển nơi sinh sống vậy. Nhưng mà không, vì một người bạn của mình vừa mới bay sang Pháp. Mình vốn đã hay mất ngủ, lại khó để vào giấc. Vậy mà nửa tháng nay, mình lại càng lúc càng thức khuya. Vốn dĩ chỉ là một người bạn, nhưng vì sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ trong một khoảng thời gian dài trước khi bạn bay sang Pháp, thì giờ đây mình để tâm đến bạn nhiều hơn mình đã từng làm ở trong quá khứ. Mình không biết mình có cảm nhận sai về sự quan tâm đó không, nhưng khi mình bắt đầu muốn đáp lại nó thì bạn đột nhiên im lặng. Mình là đứa khá nhạy cảm về cảm xúc của người khác đối với mình, cho nên mình cảm thấy buồn, nỗi buồn lờ đễnh hơn mọi khi. Có lẽ là do đang mệt lả trong những ngày deadline và thi cử, nên mình tưởng rằng mình không sao với nỗi buồn ấy. Sự im lặng của bạn ấy khiến lòng mình hụt hẫng và trống trải vô cùng. Cả sức khỏe thể xác và tinh thần của mình đều không ổn. Mình còn tự hỏi liệu có cái cớ nào để mình được trách móc cho sự im lặng của bạn ấy không? Hay bởi vì tụi mình vốn chẳng phải một mối quan hệ cần lời tạm biệt? Mình cũng chưa hiểu mình đang muốn gì, chỉ là cảm thấy khó chịu trong tim. Mình chỉ muốn được thủ thỉ tí thôi và một đêm mệt nhoài nhưng chẳng thể ngủ được. Bạn thân mến, không biết bạn có từng thổ lộ tâm tư tình cảm của mình cho đối phương biết chưa? Nếu câu trả lời là chưa, thì mình hy vọng bạn có thể quay lại tập trung cho cuộc sống của bản thân nhiều hơn. Bởi có thể ở một khoảnh khắc nào đó, trái tim này đột nhiên trở nên rung động, rồi tương tư về những hành động mà đối phương dành cho bạn. Nhưng thật tiếc, có thể đó chỉ là những rung cảm của bạn ở thời điểm đó mà thôi. Nếu thật lòng muốn câu trả lời chính xác, mong bạn một lần mạnh mẽ nói ra tâm tư của mình với đối phương, cùng nhau chia sẻ đoạn cảm xúc này. Khi lời đáp nhận được không phải là câu trả lời mà bạn hằng mong, vậy thì cũng không sao đâu. Bạn biết đấy, sẽ có một số người xuất hiện trong cuộc đời của bạn để cho bạn biết thế nào là phù hợp, thế nào là xứng đôi. Ừ thì buồn thật đấy, nhưng tuổi trẻ mà, phải trải qua mới có bài học, có đau mới biết tự mình vực dậy. Mong bạn những tháng ngày sau này yêu thương bản thân nhiều hơn. Dù có chuyện gì xảy ra, hãy nhớ điều này. Cứ yêu bản thân mình đi, rồi một ngày nào đó, người ấy sẽ tới khi đúng thời điểm, khi duyên đủ chín. Chúc bạn sẽ sớm gặp được người đó nhé. Còn bây giờ, hãy cùng mình lắng nghe bức thư số 2 của ngày hôm nay. Điều ước của tớ là có được một cuộc đời an nhiên giản dị. Nhưng đời mà phải không? Có quá nhiều thứ khiến tớ dường như gục ngã mà chẳng thể mạnh mẽ bước đi vững vàng. Đối diện với kỳ thi cuối cấp, thi không đỗ thì phải nghe những lời phàn nàn từ ba mẹ. Tớ là người sống khá nghiêng về hướng nội, nhưng tớ bắt chuyện với người khác thật dễ dàng. Tớ không thể tìm thấy một định nghĩa của từ bạn bè thật sự, định nghĩa bắt nguồn từ trái tim. Tớ lại càng gục ngã quá nhiều vì một tình yêu còn dang dở. Anh đã nói lời kết thúc cho bản nhạc còn dang dở chưa tròn, bởi vì chúng tớ còn yêu mà. Nhưng anh lại chẳng nói lý do, một lý do thật sự của lòng anh cho tớ biết. Tớ thật sự sống bằng con tim, là kẻ đặt nặng trái tim. Tớ luôn tin tưởng mọi người bằng tất cả sự tin tưởng mà mình có. Dẫu tớ biết không phải ai cũng đặt niềm tin vào mình, nhưng mình đã tin tưởng họ. Dẫu tớ biết họ có thể sẽ vì sự tin tưởng đó mà lợi dụng mình. Tớ có một mục tiêu sống, đó là tạo ra hạnh phúc cho người khác. Cũng vì thế mà tớ bị tổn thương rất nhiều. Nhưng tớ lại quan tâm và yêu thương mọi người trong thầm lặng, nên họ cứ ngỡ rằng tớ là người vô cảm. Nhưng đành thôi vậy, tớ nghĩ tớ luôn tự mình an ủi bản thân, rồi một mai sẽ ổn thôi. Nhưng thật ra nó vẫn như vậy, cuộc sống luôn khiến chúng ta gục ngã bất cứ lúc nào. Tớ thích đọc, thích viết và thích nghe những dòng tâm sự thật dài, vì đó là những điều mạnh mẽ, những lúc yếu đuối mà con người ta luôn cất đi. Khi nói ra nhẹ lòng lắm, lại càng cho ta thấy những điều bản thân trải qua thật kiên cường. Cảm ơn Skybook Radio đã lắng nghe những dòng tâm sự thật dài của tớ. Bạn thân mến,
Bạn có biết sai lầm lớn nhất trong một mối quan hệ là gì không? Là cố gắng níu kéo đối phương ở lại. Khi đối phương đã muốn chia tay thì đâu cũng sẽ là lý do. 1001 lý do. Bạn có biết đâu là lý do chính không? Anh cần tập trung cho việc học. Anh cảm thấy mình cần trưởng thành hơn. Em và anh không hợp nhau về tính cách. Suy cho cùng, tất cả chỉ là ngụy biện cho việc anh ta đã hết yêu bạn. Vậy bạn cần phải níu giữ một người như vậy sao? Bạn muốn đem đến hạnh phúc cho mọi người xung quanh, nhưng xin đừng quên đem đến hạnh phúc cho chính bản thân mình. Bởi mọi người có cuộc đời riêng và bạn cũng vậy. Muốn yêu thương được cả thế giới, trước hết hãy yêu lấy chính mình. Một bông hoa vẫn sẽ nở cho dù môi trường có khắc nghiệt đến mấy, nó vẫn sẽ nở và tỏa hương theo cách của riêng nó. Mong bạn sẽ giống bông hoa đó, sẽ luôn tỏa ngát hương theo cách của riêng mình, chứ không vì ai mà nở rộ, cũng chẳng vì ai mà lụi tàn. Xin gửi tới bạn một trích đoạn rất hay trong cuốn sách Điều đẹp nhất có khi là buông tay. Đến lúc này tôi nghĩ ai cũng nên buông tay, đừng đánh mất chính mình chỉ bởi cố nắm giữ bàn tay của người không bao giờ quan tâm đến việc mất đi bạn nữa. Trưởng thành chính là biết dành thời gian để trân quý chính mình, dành thời gian cho những người thật tâm yêu thương bạn. Còn bây giờ, hãy cùng mình lắng nghe bức thư cuối cùng của ngày hôm nay nhé. 2 mảnh ghép đã từng vỡ tìm đến nhau, nhưng tại sao chúng ta lại phải làm nhau đau thêm lần nữa? 2 nút tròn xanh hiện lên, nhưng những gì chúng ta thấy được là sự im lặng của nhau với đoạn tin nhắn lưng chừng không hồi đáp. Có phải sự im lặng là dấu chấm hết? Em thật sự muốn rõ ràng, thật sự muốn nói ra những bứt rứt trong lòng, nhưng em chưa đủ can đảm để làm điều đó. Em đã sống lặng hơn, chọn im lặng, sống ẩn đi và lui về sau để thời gian tự nó đặt dấu chấm hết cho cả hai. Cũng là do em muốn giữ sự kiêu hãnh và giá trị cho bản thân, nên im lặng và làm ngơ là điều em chọn để làm. Nhưng càng như thế, em lại càng hận anh hơn, càng tức với những gì anh đã đối xử với em. Cảm xúc đau đớn tột cùng, cảm giác khó chịu đến nghẹt thở, từ nhớ nhung da xiết đến độ chỉ muốn gặp anh trong chốc lát. Quá khứ không hay về anh để an ủi bản thân và tìm lý do để quên đi tất cả. Nhưng cuối cùng, trái tim vẫn đau âm ỉ và mệt mỏi dã rời. Em căm ghét anh đến hận thù, nhưng thương thì vẫn luôn ấp ủ chưa bao giờ vơi. Rồi bỗng dưng một ngày nào đó, sau này em lại sợ tình yêu, sợ phải bắt đầu lại, sợ gặp người mới vì tất cả những nỗ lực và yêu thương đến tận cùng mà em đã từng làm với anh đều đã bị tan vỡ chỉ vì sự vô tâm của anh. À không, vì sự ích kỷ và không tôn trọng của anh dành cho em. Vết thương này rồi đến khi nào mới được khâu lành? Bức tường tự bản thân mình chắn lại khi nào sẽ được phá vỡ? Con tim thủy tinh này liệu một ngày nào đó có thể rung động một lần nữa hay không? Hận và ghét anh, thời gian có thể xóa mờ hay không? Ừ thôi, thì nếu không sai lầm, không tổn thương, thì làm sao chúng ta biết cách yêu thương người đến sau được nhỉ? Thôi cứ tin rằng, mỗi chúng ta từng vá víu lòng mình mà đi qua những mối tình, rồi sẽ có một ngày nào đó, những sự yêu thương đặc biệt sẽ đền bù cho những ngày mệt mỏi và tổn thương mà anh đã dành cho em thôi. Rồi lúc đó nhìn lại, hy vọng em sẽ không hối hận vì đã từng thương anh. Em sẽ không thù ghét anh nữa. Thay vào đó, em sẽ nhận ra được rằng anh là người cho em nhiều cảm xúc và kỷ niệm và cả những tổn thương để dạy em biết đứng lên và quý trọng tình yêu hơn. Bạn thân mến, chúng ta chỉ nên đau lòng khi ai đó yêu thương mình đột nhiên biến mất mà thôi. Chúng ta không nên dành quá nhiều thời gian đau buồn với những người không thương yêu và không biết tôn trọng mình. Như vậy, đau buồn chẳng phải là một điều quá đỗi dư thừa hay sao? Khi một cuộc tình kết thúc, đừng dành quá nhiều thời gian để nhớ về người cũ. Bởi nếu không, người đau khổ chính là bạn. Mình biết, việc không tôn trọng nhau là một điều tối kỵ trong tình yêu. Nhưng bạn biết không, mỗi cô gái đều xứng đáng với một người trọn vẹn thương mình, một người yêu và trân trọng bạn hơn bất cứ ai. Nếu bạn còn đang đau đớn khi yêu, vậy có nghĩa là người đó chưa thực sự là người dành cho bạn. Còn người không phù hợp với bạn trên hành trình này thì cũng đừng tiếc làm gì cả. Người ta phải sớm rời đi thì người thương bạn thật lòng mới có thể tìm đến bạn được. Và không sớm không muộn, tất cả sẽ đến khi nó cần phải xảy ra. Người thương bạn cũng vậy, rồi một ngày họ sẽ đến. Và mình hiểu lý do khiến bạn không còn quá tin vào tình yêu nữa.
nhưng cũng mong bạn hiểu được rằng không vì một ngày u ám mà nghĩ cả cuộc đời mình tồi tệ, đừng vì một người không tốt mà nghĩ trên đời chỉ toàn kẻ tệ bạc dối gian. Vậy nên, mong bạn hãy cứ tin vào tình yêu và mưu cầu hạnh phúc bạn nhé.